Đô. À, Cố Đô ạ. Trong 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 thành Cố Đô luôn ạ. Đúng thật là vùng ngoài thôi. À, ui. Ui dồi, hàng cây hun hút 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 kìa. Mình đi mà anh mình đi ngày mai là mình mua vé đồ kia mình vào. Vé vé bao tiền à chú? 150.000 nguyên đó. Ngoài đây mình. À. Đấy, còn cái này là cột cột cờ ạ. Là cột cờ. Anh vào trong là mua vé 150.000. Còn đi vòng ngoài là không tốn tiền. À. Dạ, bằng anh đó. Rồi lỏng cờ lúc nào chiều mai xong sớm thì khi đi hay. Anh vào họp á? Vâng, cháu vào đây hôm nay đi học. Mai anh tranh thủ khoảng 5 giờ chiều, 6 giờ. 5 giờ chiều à? Anh họp xong rồi đi chơi. Bây giờ lại vòng ra rồi à? Đây đây không cho không cho xin lô qua này. À thế mình phải vòng 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 là trang trên ạ. Đây là gọi là cột cột cờ Huế ạ. Vâng, lâu đấy. À. Để quay bên này. À. Đây là khẩu súng ạ, nhưng mà không được rõ lắm. Đây là gì ạ? Đây là cửa cửa ngăn. À cửa ngăn ạ. Mày ăn đi được hai tất cả 9 cửa lần anh mới đi được hai cửa xong. À, 9 cửa. Ủa. Cảm giác nó rất giống cột cờ Hà Nội nhá. Nhưng cái này chắc cao hơn. Xong rồi tí đi lên trên kia xong rồi tí lại vòng vòng vào cái cửa nữa. Hay nào? Cửa đó ngược đưa một chiều vào được. À. Anh đi bằng ngày thì được. Cảm giác là rất cổ kính nhá.